khoảng một ngày hai ngày đấy thôi, thì là có một bác là 80 tuổi, gia đình là F0, thì bác ấy con cái thì rất là lo vì bác ấy bác có triệu chứng khó thở, thì mình cũng lại gọi điện là chị ơi bây giờ bố em khó thở thì em phải làm như thế nào, bố em là F0 điều trị tại nhà như thế nào. Thì tức là khi mà người ta có rất là nhiều câu hỏi người ta dồn dập đến thì mình lại phải trả lời bình tĩnh, cái đầu tiên là phải để cho người nhà bình tĩnh. Thì sau hỏi là thế bây giờ là tình trạng bố như thế nào, sức bố có tiền sử bệnh gì không, có đo chỉ số SpO2 không, như thế nào. Thì khi mà bạn ấy thông tin tất cả đấy thì bao lâu lại phải khuyên là bình tĩnh này, bố như xác định là bố là khó thở rồi vì chỉ số SpO2 thấp, thì giờ em cho bố ngồi lên này, xong hướng dẫn cách để cho dễ thở này, sau đó thì song song đấy thì sẽ hướng một bạn khác sẽ phải gọi điện cho trạm y tế và trạm và bệnh viện để có thể là điều xe cấp cứu đến ngay để cho bác đi, hoặc là cũng phải liên hệ đến cái nơi mà để cho bác điều trị. Thì cũng rất may thì khoảng trạm y tế thì đương nhiên là trạm y tế truyền thống ấy, thì luôn luôn là phải chuẩn bị sẵn bình oxy rồi, để nếu mà có thể là cấp cứu đến muộn là mình sẽ phải phối hợp ngay. Thế nhưng mà rất may thì khoảng 15-20 phút sau thì là xe cấp cứu đã đến và đưa bác về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thì cũng có gọi điện hỏi thăm bác lại. Thì rất may là bác đã âm tính rồi. Và rõ ràng là làm việc trong trạm y tế online thì luôn luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh và sự bình tĩnh, đúng không? Bởi vì rõ ràng là người thân của những người có F0 thì họ rất là nôn nóng, rất sốt ruột, rất lo lắng, đúng không ạ? Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái radio cassette dòng mono của hãng Hitachi Nhật Bản. Tên mã thì một lát nữa anh em chúng ta sẽ đọc sau. Đây là cái dòng radio cassette mono với cái thiết kế kinh điển, classic. Ở góc bên tay phải chúng ta thấy nó có một cái củ toàn giải kích cỡ là 10 cm, màng giấy gân tẩm dầu. Ở góc bên tay trái chúng ta thấy nó có cửa băng tape cassette, và ở trên cùng chỗ này chúng ta thấy nó có một cái đồng hồ nhỏ. Ở đây là một cái con đài, nó có 3 băng sóng với băng sóng sóng chung, sóng FM với cái tần số từ 76 đến 108, hay còn gọi là FM full tần số. Trên cái băng này thì chúng ta nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra thì nó còn có cái băng sóng thứ 3 để chúng ta thu cái tiếng ở cái truyền hình analog mặt đất hồi xưa đấy ạ. Băng sóng thứ 3 thì nó sẽ bắt từ kênh 4 đến kênh 12. Thời nay thì ở Việt Nam chúng ta cũng đã khai tử cái khoản truyền hình mặt đất rồi. Phía trên này chúng ta thấy cái núm tuning để lấy sóng đài. Đây là những cái phím bên phần cassette với cái phím rec được làm màu đỏ, phím play làm màu xanh. Nói chung là nó khá là kinh điển và hầu như tất cả chúng ta nhìn vào những cái con radio kiểu này đều cảm thấy hết sức là thân thuộc, rất dễ sử dụng. Ở cái công tắc này để thay đổi băng sóng, công tắc này thì là để gạt sang bên phải là nghe radio. Chúng ta không gạt sang bên trái là nghe băng tape cassette, và đây là volume. Đó. Quay sách đầy đủ. Chúng ta đã test một đoạn FM. Một lát nữa thì em sẽ test một đoạn bằng sóng chung. Và đây là thông tin. Em xin phép là gập cái anten xuống cho nó gọn nha. Đây là thông tin phía sau này. Hitachi TRK5446. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ là 4W.
Ở đây nó ghi rõ này, nguồn chính main power là nguồn DC 6V, lắp 4 quả pin dòng pin C. Còn nguồn nuôi cho cái đồng hồ là nguồn 1,5V. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi Made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc. Ở chỗ này chúng ta thấy có một cái khe trượt nhỏ, khi trượt ra thì sẽ thấy chỗ để lắp cái quả pin để nuôi cho cái đồng hồ. Ở đây khi mà trượt ra thì chúng ta thấy cái phần chứa pin để nuôi cho đài chạy. Hàng bãi về ấy, thì cái dâu anten nó cũng bị quàng quật, do vậy là nó mẻ một cái miếng nhựa ở đây. Đó. Chỗ này là cái khoang tạo hình chứ không phải là bể hay là gì đâu các bác nha. Em thấy nó mẻ một cái miếng nhựa, do vậy là em có cho một ít keo keo chó vào đây cho nó chắc chắn. Vậy thôi, còn những chỗ khác là ngon. Đài có một cái tông màu đen. Bây giờ em sẽ thử bắt một cái một đoạn sóng sóng chung đi. Bảy chèo làm đặng về ngay ngóng lộ vào. Ấm thức bắt đặt đặt hơn theo xè xè bốc mùi xè xè. Chú mèo buôn bị lửa bén lông xém một khoảng, đang giữ cho đứng dậy. Thành xè bàn tay xa chỉ có sáu. Với cái con đài này thì em bao sóng chung và sóng FM bắt tốt, bắt trong. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó khá là cực đoan, do vậy cái vấn đề bắt sóng nó tương đối là yếu. Về bên phần cassette thì em có test sơ. Con đài này sở hữu một cái bộ cơ khá là ngon đấy các bác. Cơ khá là dày dặn, chắc chắn. Em test sơ thì thấy bên phần cassette ở dây cua roa kém rồi, có hiện tượng là méo tiếng. Bác nào mua cái con đài này thì chịu khó khui ra thay dây cua roa mới là nó lại hát ngon thôi ạ. Dù có méo tiếng thì em vẫn cứ test nha. Đó, tiếng nó méo run. Đấy, bác nào mua con này về thì chịu khó tháo ra làm lại bên phần băng tết là lại chạy ok thôi ha. Khi thầy ngủ mất anh tuổi ngủ chính, thầy ngủ tắt nhanh đánh không trầm, xài quạt lưng gà nhai miếng chầu cuốn lầm dầm cầu khấn. Thành đồng họ đi đã nhất tâm về. Bác đã cử số cháu hưởng thân. Và đến đây, các bạn được phương Xuân Lan, Mai Hạnh và nhóm sản xuất chương trình Thích Ngủ VV xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Em bán con đài này với giá chia sẻ là 500 ngàn. Coi như là bán cái giá này để bác nào mua về còn bỏ thời gian công sức cũng như là tiền bạc ra để dọn lại cho nó chạy ngon ha. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.